biết cách để bắt một thứ mà cậu không nhìn thấy không? Cậu phải tìm được kẻ có thể nhìn được nó. Ngày xưa, bà ngoại của ông thường kể những câu chuyện về chúng, về Abu Lele, và chúng chỉ chịu hiện ra với một số đứa trẻ đặc biệt thôi. Chúng ta sẽ là bạn bè chứ. Cậu có muốn chơi truyền bóng không? Không, 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 không. Ôi không, không nên để ai biết về cậu. Chào nhóc, đừng chạy trốn dù ít nữa cậu bé. Đón xem Thú Cưng Tàng Hình phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy ngày 17 tháng 8 trên HTV3 Dreams.